Tại sao đừng cưới tôi từ trên trời rơi xuống? Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế rồi bất ngờ một người lạ bỗng làm cha thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mang lạc. Để rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì chưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tình cười hà ha. Mãi ở đây cha dù chẳng rời xa chắc con chúng ta. Mẹ mời hai đứa ngồi. Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Mẹ biết là trong thời gian qua ba mẹ con mình sống với nhau quá, có nhiều lúc mẹ hết sức là khó khăn, rồi mẹ gắt gỏng, mẹ la mắng tụi con. Mẹ biết là tụi con cũng hết sức áp lực, nhiều lúc cũng giận mẹ, cũng buồn mẹ. Nhưng mà hai đứa có hiểu cho mẹ không? Thực sự là mẹ nhiều khi mẹ rối lắm, mẹ áp lực lắm. Mẹ không biết cách nào để nuôi dạy hai đứa con cho thiệt sự là tốt. Mẹ không biết cách nào là có làm như vậy là hai con có vui hay không. Đôi lúc mẹ tự hỏi bản thân mình á, mẹ có đang quá bất công và ích kỷ với hai đứa hay không? Mẹ biết là gia đình mình á không phải là một gia đình hoàn hảo. Thật sự là nó vẫn còn thiếu một điều gì đó. Thật ra là mẹ hiểu Winner để mẹ nói hết. Cho tới hôm qua mẹ thấy hai đứa hết sức buồn và tổn thương, bản thân mẹ cũng tổn thương. Mẹ không muốn nhìn cái cảnh đó, mẹ không muốn nhìn hai đứa mà buồn bã như vậy. Nên mẹ đã có một quyết định. Mẹ sẽ tìm cha cho tụi con. Và mẹ tìm được người đó rồi. Mẹ tìm được người đó rồi. Chú đó tên là Nguyên. Chú có một đứa con gái cũng trạc trạc tuổi Winner đó. Và một ngày nào đó nếu mà tụi con cảm thấy thích hợp thì mẹ nghĩ là mẹ sẽ cho hai tụi con gặp chú Nguyên. Và chú Nguyên và con chú Nguyên sẽ dọn tới đây sống chung với gia đình chúng ta. Mẹ nói cái gì cơ? Con là sao? Ủa sao tự nhiên mẹ lại bảo cái gì mà chú Nguyên lại còn đến nhà mình ở? Sao mẹ là cha của tụi con nữa? Thì đúng rồi. Tụi con đâu có muốn. Cái gì vậy? Winner, con đừng nói dối mẹ. Cái ánh mắt hôm qua con nhìn gia đình của chú Công, nhìn cái ánh mắt đó mẹ biết là con thèm khát một người cha. Không phải là con muốn một cái gia đình hạnh phúc như chú Công, như cô Tình hả? Không mẹ ơi, mẹ làm sao nhỉ? Con nói cho mẹ nghe này. Chuyện hôm qua là như thế này. Hôm qua con muốn là có một cây đàn này và có thể vừa đánh đàn vừa hát như anh Thành nhé. Mà tình ông mẹ bảo cái gì mà lại người cha xong gia đình hoàn hảo đó nào? Con muốn cây đàn. Dạ. Chứ không muốn người cha. Chứ tại khá là như thế. Con kinh đi. Mẹ sao mẹ nghĩ gì vậy? Thì hôm qua con có nói với mẹ cái ước mơ lớn lao nhất trong cuộc đời của con nhớ không? Mẹ ơi, ước mơ của con á là được ăn kẹo thỏa thích như anh Thành vậy á. Chứ mẹ có bao giờ cho con ăn kẹo đâu. Candy, ước mơ lớn nhất trong cuộc đời con là được ăn kẹo thỏa thích. Dạ. Hai đứa con, đứa muốn đạn, đứa muốn kẹo, không muốn cha. Đợi mẹ xíu. Alo, em nè. Hả? Cái gì tự nhiên đăng ký kết hôn? Cái gì mà anh vội vàng quá vậy? Anh nói là cái chuyện đăng ký kết hôn là hệ trọng mà. gì qua nhà em hả? Tự nhiên qua nhà em hả? Không phải, không phải. Bình tĩnh, bình tĩnh. Để em nói chuyện với con em rồi em nói chuyện nhanh nha. Hai đứa ơi, giờ sao? Mẹ rối quá. Sao không nói sớm cho mẹ biết trời đất ơi. Thôi thôi, mẹ bình tĩnh đi. Con biết là chuyện này mẹ làm cũng là vì tụi con và sợ bọn con mặc cảm tủi thân này nọ. Nhưng là lần này mẹ nghĩ hơi xa rồi đấy. Nhưng mà bọn con nghĩ rồi, nếu mà trong gia đình mình có một người đàn ông để đỡ đần mẹ thì chắc cũng ok mà. Dạ đúng rồi, còn có thể sửa khóa cửa cho con nữa. Đúng rồi mẹ, còn có thể sửa điện đón trong nhà mình này, con đỡ đần những việc nặng nhọc trong gia đình cũng được mà. Ồ mẹ sao mẹ? Ai đứa làm mẹ cảm động quá. Nhưng mà thực sự bây giờ mẹ rối quá, mẹ không biết giải quyết sao nữa. Hai đứa có giúp mẹ được không hả? Thôi chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của con rồi, con đi chơi game đi. Cái gì chúng ta là một gia đình mà sao ngoài tầm kiểm soát? Canh đi, canh đi, con chỉ mẹ cách đi, canh đi. Anh cho em đi theo với. Canh đi, canh đi, canh đi. Ok. Trời cái gì vậy trời? Sao tự nhiên tự động tôi tự biên tự diễn vậy nè? Trời, đừng không tới nha. Trời ơi, cô Linh ơi là cô Linh. Cô Linh ơi. Bình tĩnh chị Tình, bình tĩnh. Có chuyện gì bình tĩnh? Không thể bình tĩnh, Tình không thể bình tĩnh đâu. Trời ơi. Chuyện gì? Con tôi Thằng Thành hả? Có chuyện gì? Nó bỏ nhà đi. Nó về. Bình tĩnh cô Linh ơi. Cái gì? Thằng Thành nó bỏ nhà đi hả? Nó bỏ nhà đi, nó để lại bức thư này. Tôi phải làm sao? Tình ơi bình tĩnh, Tình. Trời ơi sao vậy? Hôm qua tôi mới thấy gia đình nhà chị hạnh phúc tính tinh tình tang ở ngoài công viên mà. Sao giờ bỏ nhà đi làm sao hả? Tính tình tang vậy thôi chứ bên trong nó tàn tang tính tính là sao? Tàn tình. Bình tĩnh. Thiệt sự hai cha con không hề hợp nhau. Chị nói làm sao? Hôm qua tôi thấy gia đình hạnh phúc, con thì đàn, cha thì hả quay phim rồi bà đứng rải hoa, mà bây giờ là sao ra trong nỗi này hả bà Tình? Vậy thôi chứ bên trong tan nát chứ không có giống như vậy đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Đàn hát rồi tính tình tan chứ thật sự nó tan tành à. Trời ơi sao gia đình bà bán bánh tráng dữ vậy? Thiệt sự nhiều lúc tôi có tâm sự mà tôi không nói ra được. Không, nếu mà mình có tâm sự thì thực sự mình phải nói. Mình phải nói hết ra để mình nhẹ nhàng, bà hiểu không? Thôi bây giờ cũng sẵn nói luôn. Là nhiều lúc tôi ước ao tôi được như cô Linh đây nè. Sống một mình nuôi con thôi, không cần chồng. Sống với một người chồng gia trưởng, không hiểu con cái. Khổ lắm cô Linh ơi. Bây giờ tôi phải làm sao? Người không biết làm sao là tôi nè. Con dán kìa. Đâu, con dán đâu? Tưởng hù được cao hả? Cũng có dễ dụ đâu nha. Ừ, coi như là vui giỏi. Chị Vy ơi. Gì vậy? Chị Vy coi nè, tự nhiên cái em đang đọc sách, Đào lại giật sách của em. Đã vậy còn đánh em nữa chứ. Đừng có mà vu khống nghe chưa. Chị ơi em không có làm, tại vì con nhỏ này nó. Em á, lúc nào em cũng quậy phá hết trơn à. Kiếm chuyện với Diệu Thy hoài là sao vậy? Ăn đòn bây giờ đó. Alo. Sếp có về chưa em? Có gì báo anh liền nha. Rồi cảm ơn em. Ủa có chuyện gì vậy? Chú Tùng, chú coi đó, tự nhiên cái con đang đọc sách, Đào lại giật sách của con. Đã vậy còn đánh con nữa chứ. Có phải như vậy không hả Đào? Nó có suốt ngày kiếm chuyện với con không mà ba. Con ở trong nhà này con cảm giác như là ai cũng muốn ăn hiếp con vậy á. Chị Vy còn đòi đánh con nữa đó ba. Nè em ăn nói với đàng hoàng nha. Chị nói là chị chứ đánh em chưa? Chị chưa có đánh nhưng mà chị có ý định đánh. Ba phải đòi lại công bằng cho con. Anh phải tin em chứ. Chú, con nhỏ này nó đáng sợ lắm. Thôi im đi. Cho tôi một phút yên lặng được hay không vậy? Anh quá mệt mỏi rồi. Cái gia đình này từ khi nào mà trở nên bạo lực vậy? Muốn quýnh không? Quýnh tôi đi nè. Trút hết lên người tôi đi. Em á, đúng là một người đàn ông tốt. Để cảm ơn em cho anh xin ôm em một cái nha. Thôi anh ơi, mình đàn ông mà. Thôi không cần đâu anh biết, anh cũng đàn ông mà. Thì đàn ông ôm nhau là thể hiện sự cảm ơn dành cho nhau thôi. Nha nha, cảm ơn em. Anh ơi, ăn cướp, ăn cướp. Quay. Làm gì vậy? Các anh làm gì đâu? Thì cảm ơn nhau, ôm nhau một cái thôi, giao ghê vậy. Ôi mà lá ăn cướp là làm sao? Nè, muốn ôm tôi nè. Thì ghê. Sao hôm nay ba bị gì vậy ba? Bình thường, vui vẻ. Sáng sớm mình phải tràn đầy năng lượng con à. Ăn sáng đi. Ăn đi. Buổi sáng phải vui vẻ, tràn ngập năng lượng tốt tụi con. Nào, ăn nào, vừa ăn vừa cười nào. Đồ ngốc nghếch. Nghe lén điện thoại khá là không lịch sự nha. Alo. Cho con chúng ta cùng bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi chia sẻ.